Cậu học sinh này ban đêm vẫn đi lại lung tung trong sân trường. Bất ngờ, có thứ gì đó lao đến rất nhanh. Đến khi những người bạn nghe thấy tiếng hét chạy đến thì cơ thể của anh ta đã chia làm hai. Cổng trường thì bị khóa, không cách nào rời khỏi đây được nữa. Rồi từng người một trong nhóm đều bị sát hại một cách rất dã man. Vẫn không một ai hiểu được thứ gì đang truy đuổi họ và tại sao lại truy đuổi. Cùng mình đi tìm câu trả lời trong bộ phim vừa được phát hành gần đây nhé. Trò chơi tìm xác, Remember. Cảnh báo, video tóm tắt có tiết lộ nội dung và tình tiết phim. Bối cảnh chuyển về 30 năm trước, một bé gái đang bị người bí ẩn đuổi theo từ phía sau ở trong rừng. Cô bé chạy vào căn nhà, tìm mọi cách để khóa cánh cửa lại, nhưng bỏ quên mất chiếc cửa sổ lớn ở sau lưng. Kẻ bí ẩn đã vào được, cùng với cây rìu lớn trên tay. Hắn vung tay giết chết cô bé không một chút lưỡng lự, máu nhuộm đỏ cả một góc phòng và cả con búp bê yêu quý của cô bé. Thi thể nạn nhân sau đó được phân thành nhiều mảnh và cho đến thời điểm hiện tại, cảnh sát vẫn chưa thể tìm ra cái đầu của cô bé. Lời nguyền từ đây được sinh ra vì cô bé vẫn chưa thể siêu thoát. Sẽ có những người được chọn để tìm các mảnh cơ thể còn thiếu của cô bé xấu số, đến khi nào có đầy đủ các bộ phận mới thôi. Còn không, những người được chọn đó sẽ mãi mắc kẹt trong vòng lặp thời gian. Hôm nay là ngày 5 tháng 7, nữ sinh Asuka vẫn như mọi ngày được đánh thức vào lúc 7 giờ sáng. Asuka xuống nhà thì mẹ cô ấy đã chuẩn bị xong buổi sáng và buổi trưa cho cô. Trên đường đi bộ đến trường, cô chú ý đến một chú mèo ở chỗ hàng rào gần đó. Nhưng khi vừa ngoảnh đi chưa xa, nó đã bị một chiếc xe buýt cán qua. Các cô cậu học sinh khác ở gần đó cũng bàng hoàng với vụ việc vừa xảy ra. Asuka là một nữ sinh khá trầm tính, cô hầu như không có bạn bè. Mỗi ngày chỉ lủi thủi đến lớp rồi quay về nhà, đã đến giờ nghỉ trưa. Asuka mang cơm ra khuôn viên nhà nguyện ăn cơm một mình, nơi này đang được tu sửa lại. Bỗng chiếc giếng trước mặt cô ấy thò lên hàng ngàn cánh tay nhuốm máu đỏ. Bất ngờ, có âm thanh lớn phát lên ở bên cạnh. Hóa ra chỉ là biển báo bị gió thổi ngã. Các anh công nhân cũng đã đến giờ làm và di chuyển vào trong. Asuka nhìn lại chỗ cái giếng thì không thấy những cánh tay kia nữa. Không rõ có phải là ảo giác không, cô ấy đi lại gần nhưng bên dưới giếng thì chỉ là một màu đen kịt. Quay trở về lớp thì nhìn thấy thầy giáo Yashiro đang đào đất để chôn thứ gì đó khá bí ẩn. Bất ngờ, một con gió mạnh thổi đến làm cho chậu cây phía sau cô ấy bị ngã. Người thầy rời đi thì phía sau Asuka xuất hiện một cô bé và nói xin hãy tìm xác cho tôi. Asuka điếng hồn, từ từ quay lại thì không thấy ai ở đó. Tối đó, Asuka nhận được một loạt tin nhắn kỳ lạ. Có biết tại sao người đỏ lại màu đỏ không? Là vì cả người đẫm máu, nếu bị bắt, máu sẽ rơi. Vậy cậu sẽ làm gì? Trả lời tôi đi. Asuka sợ hãi út điện thoại lại, nhưng tin nhắn vẫn liên tục được gửi đến. Cô chỉ còn biết lên giường và chùm chân lại. Đúng lúc này, đồng hồ đã điểm sang 0 giờ ngày 6 tháng 7. Đột nhiên, Asuka thấy mình đang ở trong nhà nguyện của trường học. Không những thế, còn có vài bạn học khác cũng đang ở đây nữa, bao gồm Takahiro, cô lớp trưởng Rie, Sota, Rumiko và anh chàng một năm đến lớp một lần Atsushi. Ở giữa căn phòng có đặt một chiếc quan tài lớn. Và dường như, chỉ có mình Sota là biết chuyện gì đang xảy ra. Cậu ta lẩm bẩm, trò chơi tìm xác đã thật sự bắt đầu. Atsushi không thèm quan tâm, một mình đi ra phía ngoài sân, thì có thứ gì đó lao đến tấn công cậu ta. Những người còn lại nghe thấy tiếng hét liền chạy đến. Một cảnh tượng kinh khủng xuất hiện trước mắt, cơ thể Atsushi bị chia ra làm đôi. Chưa kịp bình tĩnh thì đến lượt Rumiko bị sát hại, một bóng đen lờ mờ xuất hiện. Bốn người còn lại chạy ra cổng trường nhưng nó đã bị khóa. Phá cách nào cũng không được, họ phải chạy vào lại bên trong. Sota là nạn nhân tiếp theo, bị quăng quật không thương tiếc. Asuka lúc này đã quá sợ hãi, cứ đờ người ra. May là có Takahiro đến kéo cô tiếp tục chạy. Đi đến cầu thang thì cái bóng đen kia đuổi đến, tấn công Rie. Takahiro lại kéo Asuka đi trốn. Hai người đến phòng y tế, Takahiro nói cô hãy trốn dưới gầm giường, cô không phát ra tiếng động. Còn mình thì chạy ra giữ cửa, nhưng điều này là bất khả thi. Cánh cửa từ từ mở ra, Takahiro đối mặt trực tiếp với sinh vật kia, toàn thân nó là một màu đỏ. Chỉ còn nghe thấy vài tiếng la của Takahiro, cuối cùng là bị treo xác lên. Rồi sinh vật đó nhảy lên chiếc giường mà Asuka đang trốn, nhún nhảy như muốn trêu nguy cô. Chán rồi thì nó mới lôi cô ra ngoài. Lúc này mới có thể thấy rõ được gương mặt quỷ dị của sinh vật đó, mang một hình hài giống với bé gái chạc tầm 10 tuổi. Trên tay ôm khư khư con búp bê, Asuka vùng bỏ chạy, thì liền bị nó tóm lại. Cô ấy dùng hết sức chống cự, nhưng hậu quả là bị quái vật dùng tay đấm xuyên thẳng qua miệng. Thời gian quay trở lại lúc 7 giờ ngày 5 tháng 7, Asuka thức dậy và thấy mọi thứ lặp lại y hệt ngày hôm qua. Từ món ăn mẹ cô chuẩn bị cho đến chú mèo kia gặp tai nạn với xe buýt, Takahiro vào lớp và liền kéo Sota ra ngoài. Ngoại trừ Atsushi, những người gặp nhau vào lúc khuya cũng tập hợp. Chỉ có họ là nhớ về sự kiện kinh khủng hồi khuya. Takahiro hỏi Sota trò chơi tìm xác là gì. Anh ấy giải thích, những người được chọn phải tìm ra các bộ phận cơ thể bị chặt đứt. Nó sẽ bắt đầu vào lúc nửa đêm, hãy chạy trốn người đỏ. Cho tới khi hoàn thành trò chơi, sẽ không có ngày mai. Tất cả họ bây giờ đã bị mắc kẹt trong một vòng lặp thời gian vô tận. Có vẻ thầy giáo Yashiro đã nghe thấy hết mọi chuyện. Đã đến giữa khuya, tất cả lại có mặt ở nhà nguyện. Sota nói phải đi tìm các bộ phận cơ thể rồi mang đến đặt chỗ chiếc quan tài. Atsushi vẫn không muốn tham gia, để mặc cho năm người kia muốn làm gì làm. Asuka cùng với Takahiro tìm kiếm trong một căn phòng. Rất may, bộ phận đầu tiên đã xuất hiện, nhưng người đỏ cũng đã đến. Takahiro thấy vậy thì đưa cánh tay cho Asuka mang đến chỗ quan tài, còn mình thì ở lại cầm chân con quái vật. Takahiro dũng cảm lao đến nó, còn có thể quật mạnh người đỏ vào tường.
nhưng cũng chỉ là gãi ngứa, anh trở thành nạn nhân đầu tiên của tối hôm nay. Tiếng hét của Takahiro làm cho Sota quá sợ hãi, trốn vào một cái tủ ở góc cầu thang. Người đỏ từ từ xuất hiện, không thèm phá cánh cửa nữa, ném luôn cái tủ xuống cầu thang. Sota lồng cồm ngồi dậy mà không biết nguy hiểm đang ở ngay sau lưng mình. Asuka lúc này đã chạy được đến chỗ của Rumiko và Rie, nhưng con quái vật cũng ở ngay phía sau. Rumiko nhanh tay ấn nút để kéo cửa cuốn xuống. Asuka vẫn kịp thời trượt qua trước khi cửa đóng lại. Ngỡ rằng đã an toàn, Rumiko đi lại để xem cánh tay đang nằm trên sàn thì bị người đỏ kéo qua bên kia. Asuka cố gắng giúp bạn thì cũng bị kéo theo. Rie bên này chỉ còn thấy một vũng máu lớn xuất hiện. Cô ấy cầm cánh tay chạy thụt mạng về nhà nguyện, đặt nó vào quan tài trước khi người đỏ lao tới. Lại quay trở về lúc 7 giờ ngày 5 tháng 7. Nhưng tinh thần của cả nhóm cũng đã phấn khởi hơn. Một phần vì bộ phận đầu tiên đã được tìm thấy, một phần họ không còn sợ cái chết nữa. Cùng lắm thì tiếp tục vòng lặp thôi. Asuka bỗng chốc đã có bạn. Ba cô nữ sinh vui vẻ trò chuyện với nhau. Asuka còn được Rie tết tóc giúp. Đêm lại đến, Asuka nảy ra một ý, đó là sẽ trốn dưới hồ bơi. Người đỏ từ từ bước đến thì tất cả sẽ lặn xuống nước. Tưởng chừng như đã thành công thì từng thành viên lần lượt bị tấn công. Asuka là nạn nhân cuối cùng. Ngày hôm sau, họ bắt đầu lên kế hoạch để chơi trò chơi tốt hơn. Sota tìm thấy thông tin 30 năm trước, cô bé 8 tuổi tên Miko đã bị sát hại và phân xác tại một căn biệt thự gần trường, nhưng cái đầu của cô bé đến bây giờ vẫn còn là điều bí ẩn. Sơ đồ của trường học cũng được in ra, nơi nào đã tìm qua sẽ tô đỏ. Rồi họ bắt đầu phân việc, Takahiro phụ trách phần đánh lạc hướng người đỏ. Sota ở trong phòng camera để quan sát và điều phối, những người còn lại thì đi tìm các bộ phận cơ thể. Nhạc cũng được bật lớn hết cỡ để làm cho quái vật phân tâm. Duy chỉ có Atsushi là không tham gia, cậu ta luôn luôn giữ thái độ thờ ơ. 5 người phối hợp ăn ý, từng ngày trôi qua, các bộ phận cũng đã tìm được gần hết. Phần tô đỏ ngày một nhiều hơn, đêm nay họ tìm thấy được cái chân trái. Tưởng rằng sẽ thất bại vì chỉ còn mỗi Takahiro sống, nhưng cậu ấy cũng đang bị thương nặng. Thì Atsushi xuất hiện, nhìn thấy nỗ lực của 5 người bạn, Atsushi quyết định không ngồi yên nữa. Cậu ấy cầm cái chân chạy một mạch đến chỗ cái quan tài. Vậy là chỉ còn mỗi phần đầu nữa thôi, cả nhóm 6 người quyết định ăn mừng bằng cách ra biển chơi. Họ chơi đùa vui vẻ, rồi còn cùng nhau ngắm hoàng hôn. Takahiro bất chợt đặt câu hỏi, vì sao 6 người họ lại được chọn để tham gia trò chơi này. Sau đó, tất cả đi đến căn biệt thự u ám kia để tìm manh mối về cái đầu. Vết tích của máu vẫn còn vương vãi khắp nơi trong căn nhà. Có thể thấy, con búp bê mà Miko đặt tên là Emily luôn gắn chặt với cô bé. Vì bị bệnh, Miko không thể đi học, nên cô bé rất cô đơn, chỉ có mỗi Emily làm bầu bạn. Rồi họ tìm thấy một bức tường đáng ngờ, tháo hết những miếng gỗ xuống, họ nhìn thấy con búp bê ở phía sau. Bỗng cánh cửa bên cạnh đập mạnh, Miko xuất hiện, nhưng cả nhóm nhìn qua thì không thấy gì. Con búp bê bên này cũng biến mất theo. Quá hoảng sợ, ai cũng chạy bán sống bán chết ra khỏi căn nhà. Trò chơi lại tiếp tục, nhưng hôm nay khá lạ, vì người đỏ xuất hiện muộn hơn bình thường. Đến khi xuất hiện thì nó đã biến thành một hình dạng quỷ dị, to lớn hơn. Giống như là Miko và con búp bê Emily nhập thể với nhau vậy. Rumiko bị đè bẹp trong đống đổ nát, Atsushi thì lại bị cắt đôi người. Còn Sota bị tủ giày ép chết, chỉ còn lại 3 người, họ trốn vào một lớp học. Nhưng rất nhanh chóng cũng bị tấn công, con quái vật nhất Takahiro lên định nuốt chửng nhưng đã bị anh ấy nhét cây đúc vào. Nó tức giận ném Takahiro sang một bên, rồi chuyển mục tiêu sang Rie, cô lớp trưởng bị nó ăn ngấu nghiến. Asuka sợ hãi tiếp tục bỏ trốn nhưng cũng bị rơi xuống từ trên cao. Báo thức lại vang lên, họ tiếp tục vòng lặp nhưng không thể cứu chú mèo kia nữa. Kinh khủng hơn, Rie đã biến mất hoàn toàn, như chưa từng có sự tồn tại. Chỉ có 5 người họ là có ký ức về Rie. Asuka cho rằng nếu như bị quái vật ăn thịt thì người chơi đó sẽ bị biến mất hoàn toàn. Cô cũng nhớ ra, mỗi lần nhóm của cô bàn về trò chơi tìm xác thì ông thầy Yashiro luôn xuất hiện, cô chạy đến tìm gặp. Hóa ra, thầy ấy trước đây, khi còn là một học sinh cấp 3 cũng đã được chọn là người tham gia trò chơi tìm xác. Nhưng vốn dĩ những ký ức đó đã bị biến mất sau khi trò chơi kết thúc. Sau này thầy ấy vô tình nhìn thấy một quyển sách có vài dòng chữ với một cái tên làm cho thầy cảm thấy quen thuộc. Dù cho thầy Yashiro chưa từng nói chuyện với người đó, tuy nhiên, ký ức quay về cũng không quá rõ ràng. Như vậy, sau khi trò chơi tìm xác kết thúc, Asuka sẽ lại cô đơn, không có bạn bè. Cô ấy trầm tư, bỏ lên sân thượng, Takahiro đến an ủi, ôm lấy Asuka. Anh ấy hứa dù cho trò chơi kết thúc, ký ức có biến mất thì anh ấy cũng sẽ đi tìm cô, rồi đưa cho Asuka cái huy hiệu trường xem như là tín vật. Đã đến nửa đêm, 5 người đang chuẩn bị những cái bẫy để chờ đón con quái vật. Vì Asuka nhớ trong lần trước bị sát hại ở hồ bơi, lúc chìm xuống cùng với con búp bê đã thấy cái đầu nó chìm xuống trước nên cô ấy đoán cái đầu của Miko nằm trong đầu con búp bê. Nhưng vì cả nhóm đã vô tình mở phong ấn của Emily ra trong lần đi đến căn biệt thự giúp nó hợp thể với Miko, nên nhiệm vụ càng khó khăn hơn, phải chặt được đầu con quái vật. Takahiro bây giờ cũng hiểu được vì sao 6 người họ lại được chọn. Vì cả 6 người luôn luôn cảm thấy cô đơn, Asuka khép kín, không có bạn bè. Sota thì luôn là đề tài trong những lần trêu chọc của chúng bạn. Takahiro tuy là một nam thần trong trường nhưng cậu ấy luôn rất tự ti về bản thân. Bỏ cuộc trước khi bắt đầu, Rie cũng là trường hợp tương tự. Luôn cảm thấy cô đơn dù cho xung quanh có rất nhiều người. Rumiko thì lại cô đơn mỗi khi ở bên cạnh bạn trai. Sau này, cô biết được anh ta đã có vợ và lừa dối mình. Còn Atsushi, anh từng là một vận động viên bóng rổ tài năng. Nhưng vì chấn thương đã cướp đi mất mọi cơ hội của anh ấy. Atsushi sau đó chỉ biết vùi đầu vào game để quên đi.
Asuka tết lại kiểu tóc như Drie đã từng làm cho mình rồi tất cả sẵn sàng chiến đấu. Con quái vật cũng đã xuất hiện, với sức mạnh vượt trội, nó nhanh chóng áp đảo và bắt được Rumiko. Takahiro và Atsushi cố gắng đánh trả nhưng chỉ như muỗi đốt, chỉ đến khi Sota bê cả cái thùng sắt lao đến mới thành công. Tuy nhiên bản thân mình đã trở thành nạn nhân. Con quái vật tiếp tục lao đến nhưng nhóm bạn đã ép nó vào tường, còn dùng cả keo để dính chặt hơn, rồi dùng dây xích quấn quanh con quái vật. Nhưng khoảng cách hai đầu dây quá xa, chưa thể móc vào với nhau. Con quái vật vùng vẫy và bắt được Asuka. Rumiko chụp lấy cái máy cưa, xin nhẹ nó một cánh tay. Nhờ đó vừa cứu được Asuka, vừa giúp cho hai anh bạn móc được hai đầu dây lại với nhau. Mất cảnh giác, Rumiko bị con quái vật dùng cánh tay còn lại đâm thủng bụng. Takahiro nhanh chóng khởi động máy để siết chặt dây xích, nhưng con quái vật cua một phát, làm đứt luôn dây cáp. Hai anh chàng đành phải cầm chân nó để Asuka nối lại dây cáp. Đến khi đã khởi động lại máy thì Atsushi bị nó nuốt chửng. Nhìn thấy bạn của mình, từng người phải bỏ mạng, Takahiro tức điên lên, cầm cái cưa nhảy đến bổ đôi đầu con quái vật ra. Đúng như Asuka suy đoán, từ bên trong, cái đầu của cô bé Miko đã lộ diện. Hai người mang nó đến chỗ quan tài, nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Con quái vật đã thoát ra và chạy đến tìm họ. Takahiro ở lại giữ chân, đưa cái đầu cho Asuka để hoàn thành trò chơi. Takahiro kéo ngã giàn giáo để nhốt anh cùng con quái vật lại. Ấy vậy mà, Asuka không chịu rời đi, cố gắng nắm lấy tay người mình yêu. Để rồi, con quái vật đứng lên nuốt chửng luôn Takahiro. Nó quay sang Asuka, lúc này cô ấy mới chống trả. Cầm cây sắt đánh liên tiếp ép nó ra giữa nhà nguyện. Cây thánh giá trên cao bị lung lay từ trước, rơi xuống xuyên thủng con quái vật gớm ghiếc. Lúc này, Asuka mới có thể hoàn thành trò chơi, chúc cho cô bé Miko được siêu thoát. Cuối cùng, ngày tiếp theo đã đến, trên TV đưa tin đã tìm thấy được cái đầu của một đứa bé tiểu học trong cái giếng trước nhà nguyện của trường. Asuka đến trường, vẫn cô đơn một mình vì không còn ai có ký ức về trò chơi vừa rồi. Tuy nhiên, định mệnh đã sắp đặt, hôm nay là ngày chọn ra ban tổ chức lễ hội trường và 6 người họ đã bốc thăm chúng. Asuka vô tình làm rơi chiếc huy hiệu mà Takahiro đưa trước đó. Anh ấy nhặt lên và những ký ức đã quay trở về. Asuka cũng vậy và 4 thành viên còn lại sẽ nhanh chóng có lại ký ức mà thôi. Ở chỗ cái giếng trước nhà nguyện, sâu bên dưới là bài báo nói về vụ án của cô bé Miko. Bỗng chốc nó bị thay đổi và hình ảnh Asuka lúc 8 tuổi hiện lên thay thế. Những người tham gia tìm xác sẽ trở thành vật thế thân. Chưa biết số phận của Asuka sẽ như thế nào. Có lẽ phải chờ đến khi phần 2 được công chiếu mới có được câu trả lời. Bộ phim đến đây là hết. Cảm ơn các bạn rất nhiều khi đã xem đến cuối video. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.